Bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết đáng chú ý. Vâng, chị Hương Liên ạ, tuần tới thì Hà Nội liệu có mưa ẩm nữa không ạ? Vâng, Sơn Lâm và thưa quý vị khán giả, khả năng những ngày đầu tuần tới miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội tiếp tục có mưa ẩm. Nguyên nhân là bởi có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống vào chiều tối và đêm mai. Cường độ đợt này không mạnh. Tuy nhiên, do kết hợp thêm hội tụ gió trên độ cao 1.500m nên có thể gây mưa liên tục ở miền Bắc trong 3 đến 4 ngày tới. Vùng núi có mưa rào kèm dông. Đồng bằng như thủ đô Hà Nội chủ yếu là mưa nhỏ, nhiệt độ cũng sẽ giảm đáng kể. Hai ngày đầu tuần, ban ngày chỉ là 26-27 độ C. Đêm và sáng sớm thì se lạnh, thấp nhất là 23 độ C. Khả năng là đến thứ 6 thì trời mới bừng nắng và nhiệt độ tăng lên 31 độ C. Trái lại ở thành phố Hồ Chí Minh, trời vẫn tạnh ráo, tối và đêm hơi oi, nhiệt độ trên 28 độ C. Ngày mai tiếp tục nắng nóng, nhiệt độ cao 36 độ C. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Bây giờ xin mời tiếp tục với các tin tức khác của Chuyển động 24 giờ.